Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 20 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án 8 bị cáo trong vụ vô cớ chém người khiến một thanh niên tử vong. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên tử hình đối với bị cáo Trần Thanh Trung, 23 tuổi, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Lê Phương Tây, 20 tuổi cùng về tội giết người. Cùng tội danh này, các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 7 đến 14 năm tù. Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 6 tháng 1, Trần Minh Thượng, 19 tuổi cùng các bị cáo Bạch Dược Huy, 16 tuổi, Trần Văn Nguyên, 15 tuổi thách thức đánh nhau với Phạm Văn Sang, 17 tuổi. Sau đó Thượng rủ Trung, Tây, các bị cáo Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, Dương Thái Khang, 18 tuổi, Đỗ Thanh Nhàn, 21 tuổi và Nguyễn Hoàng Nhược, 19 tuổi, mang theo nhiều hung khí, dao tự chế, dao lê và súng công cụ hỗ trợ. Cùng nhóm Thượng gặp nhau tại cổng chào Phú Hòa, huyện Thoại Sơn rồi cùng nhau đi về Long Xuyên tìm Sang. Trong 8 bị cáo thì có một bị cáo bị tuyên tử hình, một bị cáo mất chung thân. Khi đến khu vực đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa, nhóm Thượng gặp Phan Thanh Huy, 17 tuổi, điều khiển xe chở Ngô Mạch Hoàng Sùng Minh, 17 tuổi đi ngược chiều. Thượng tưởng nhóm Sang nên truy hô để cả nhóm rượt theo. Huy và Minh hoảng sợ bỏ chạy vào khu vực chợ Mỹ Xuyên thì bị Thượng bắn 2 phát súng trúng vào người, làm cả hai té ngã. Huy bỏ chạy vào hẻm thoát thân, còn Minh bị nhóm rượt theo chém, đâm nhiều nhát vào người. Thấy nhà dân có camera, Trung kêu tay kéo Minh ra khỏi chỗ camera rồi tiếp tục chém, đâm làm Minh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm Thượng rời khỏi hiện trường. Sau đó, các bị cáo lần lượt bị bắt, riêng Thượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo tàn độc, dã man, cố ý tước đoạt mạng sống của bị hại đến cùng, cần có mức án thật nghiêm khắc. Căn cứ vào mức độ phạm tội của từng bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên bản án như trên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.